thì những hành động, những cái động tác khó đó trên con đường đó, lúc đó là bị cáo nghĩ con đường đó là để tập, chứ bị cáo không có biết là con đường đó đã được đưa vào sử dụng. Đến khi bị bắt thì bị cáo mới biết, thì bị cáo mới thấy là mình sai rồi, mình không có được thực hiện những cái động tác khó đó ở cái đường mà đã được đưa vào sử dụng, thì làm như vậy là mình gây ảnh hưởng té tai nạn cho mình mà còn tai nạn cho cái người nào mà lỡ mà đi gần mình cái lúc đó. Còn cái lúc mà thực hiện động tác khó thì thật sự là bị cáo không có biết chỗ đó là đã là đường đưa vào sử dụng. Muốn bị cáo hay là theo ý của người khác? Dạ, bị cáo thực hiện theo mong muốn của bản thân mình. Cái đó là cố ý đó, đúng không? Những hành vi nguy hiểm đó là bị cáo mong muốn làm. Đó là bị cáo cố ý chứ không phải là vô ý. Bị cáo hiểu không? Tôi giải thích cho bị cáo, là bị cáo hiểu vấn đề. Dạ. Bị cáo đồng ý không? Dạ, đồng ý ạ. Khi mình làm cái việc mà mình mong muốn làm, đó là cố ý. Dạ. Các hành vi nguy hiểm đó là trên địa bàn hành vi công cộng. Bị cáo nghĩ rồi, thế tôi không hỏi gì. Cảm ơn bị cáo, mời bị cáo. Dạ, bị cáo cảm ơn. Đứng đó đi. Bị cáo có thông qua việc xét hỏi, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử hỏi làm rõ thêm những tình tiết gì không? Tình tiết gì vụ án không? Thấy nội dung thì cáo có đề xuất đề nghị hội đồng xem xét để hỏi làm rõ thêm các nội dung gì khác không? Dạ không, thôi bị cáo về chỗ đi. Mời. Và bị cáo thiếu nhận thức về luật, cho nên bị cáo đã trả giá bằng những vết thương, vết sẹo cho bản thân của mình. Trên hết là bị cáo đã bị tạm giam hơn 3 tháng qua và ngày hôm nay là bị đưa ra xét xử. Thật ra trong thâm tâm của bị cáo luôn mong muốn bản thân mình phải làm đúng quy định của pháp luật. Trong sự việc lần này, bị cáo không cố ý, không cố tình biết luật mà phạm luật. Nhưng vì những cái phút bộc phát nhất thời mà bị cáo đã có những hành vi sai phạm lúc nào cũng hay biết. Khi mà nhận ra cái vấn đề sai trái của mình thì đã muộn. Đây là một bài học quá lớn đối với bị cáo. Điều mà bị cáo chưa bao giờ dám nghĩ tới vì bất cứ lý do gì. Thẳng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo có thể sớm được trở về gia đình của mình. Bị cáo đã thật sự rất là nhớ người thân của mình mà thật sự sai mà có lỗi rồi. Nhưng đây bị cáo cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người mà đã vì bị cáo liên lụy tới vụ án này. Đó là thầy Đông, Kiều, Khánh, Sơn, vợ chồng em Nhung, anh Kiên. Xin lỗi mọi người. Cảm ơn hội đồng xét xử đã lắng nghe. Trong bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 xử phạt bị cáo Trần Xuân Đông 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt bộ bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 1 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính kể từ ngày 19 tháng 10 2023. Căn cứ khoản 1 điều 318 điểm g khoản 1 điều 52 điểm s khoản 1 điều 51 điều 58, điều 65 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 xử phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thực hành là 2 năm tính kể ngày tuyên án về tội gây rối trật tự công cộng. Giao bị cáo cho ủy ban nhân dân phường nơi cư trú giám sát giáo dục cho